Thưa quý vị, khi nói về sự ra đi vĩnh viễn của ông Nguyễn Hữu Đang, một trong những người chủ xướng của phong trào nhân dân giai phẩm trên đất Bắc vào những năm 50 của thế kỷ trước, nhà thơ Hoàng Cầm, một người bạn cùng chí hướng trong phong trào nhân dân giai phẩm với ông Nguyễn Hữu Đang trong câu chuyện với biên tập viên Việt Hùng của đài chúng tôi đã chia sẻ như sau. Ông ấy là một con người mà cũng tham gia cách mạng từ sớm, từ còn trẻ. Và ông ấy làm việc gì ông cũng rất là... Tôi dùng hai cái tiếng của nhà văn Huy Tưởng nói về ông Đang có thể bây giờ. Tức là hùng hổ, thái độ của ông vào việc gì cũng thế. Hùng hổ và kiên quyết. Thì cái tính cách của ông Đang ấy, lúc mà làm việc, thời ông còn trẻ cũng thế. Luôn luôn làm việc gì thì lại rất là tận tụy với cái việc ấy. Và kiên quyết lắm. Đó là một cái tính cách mà tôi nhận định. Lúc đầu ấy, thì mới công tác với ông ấy thôi, chứ chưa phải là bạn thân gì cả. Là cái thời kỳ nhân văn ấy, công tác về là cùng một cái ý nghĩ để ra một tờ báo thế thôi. Thì là gọi là công tác thôi, chứ còn thì thân mật với nhau thì chưa phải là bạn. Thế từ sau khi mà nhân văn đóng cửa rồi, tôi với ông cũng xa nhau lâu lắm, xa đến mười mấy năm, gần 20 năm. Nhưng sau đó có một thời gian thì ông ấy lên Hà Nội ở, cách đây độ 15 năm, độ 15 năm. Ông ấy lên ở Hà Nội. Thế thì ông cũng ở một mình thôi. Nhưng mà ông ấy luôn luôn ông ấy yêu đời lắm. Và thường là đạp xe đạp đi chơi với các bạn ở dưới phố. Ví dụ như ông ấy ở trên chợ Bưởi ấy, thì ngày nào ông cũng đạp xe xuống phố, xuống Hà Nội, rồi lại về. Nên là cái mỗi một ngày ông ấy đạp xe độ 30 cây số là rất là khỏe mạnh, bình thường. Ông cũng không có nghĩ gì đến cái chuyện gia đình vợ con gì nữa. Cả 15 năm nay thì tôi lại gần ông ấy luôn. Thì cũng thấy ông ấy cũng sống lạc quan, vui vẻ. Không có nghĩ gì về thời sự hay là chính trị gì cả. Không thấy ông ấy nói bao giờ. Thậm chí có gợi ra tầng nữa. Thì cũng chỉ qua loa một cái thì ông ấy làm sang chuyện khác. Thì đấy là cái mà tôi nhận xét rõ ràng. Trong cái thời kỳ cuối đời, tức là từ năm 80 tuổi cho đến khi ông ấy mất. Thưa nhà thơ Hoàng Cầm, lần cuối cùng khi nhà thơ gặp mà cụ Nguyễn Hữu Đang là vào thời gian nào? Khi mà ông ấy mệt ốm và nằm gần như là liệt giường ấy, cách đây độ hơn 2 năm, mệt lắm và nằm liệt giường thì không đi lại được nữa. Thì tâm hồn anh cháu gọi ông ấy bằng bác và bác ruột ấy, và anh ấy vẫn nuôi ông ấy từ lúc ông ấy về Hà Nội ở. Thì cách cái chết của ông ấy vào khoảng 1 tháng thôi. Thì chính anh cháu ấy có mời tôi lên, anh ấy nói lên cái cũng cảm động, và tôi thì biết là các ông là bạn cũ với nhau. Và bây giờ thì ông ấy sắp sửa đi rồi, già yếu lắm rồi. Thì chúng tôi sẽ tổ chức mời bác, mời bác, tôi là mời ông Hoàng Cầm, mời bác lên chơi để hai người có thể nhìn nhau hoặc là một cái gì đó để mà lần cuối cùng đúng không? Tôi lên, tôi mới lên Lê Đạt cũng lên chơi. Thì thực sự ông không nói gì được, thì vẫn nằm đấy. Nhưng mà có mở mắt ra và có biết thì hơi gật gật thôi chứ không nói gì được. Thì chúng tôi ở chơi đấy một lúc rồi chúng tôi về. Thì đấy là lần gặp cuối cùng với ông ấy. Thì hoàn toàn không nói là cái gì, chỉ biết là có lên thăm thế thôi. Trong cuốn hồi ký của nhà thơ Phùng Quán, khi mà nói về cụ Nguyễn Hữu Đang thì nhà thơ Phùng Quán có viết là trên thế gian này không biết có còn ai cô đơn như ông Nguyễn Hữu Đang. Thì phải chăng cái điều mà nhà thơ Phùng Quán thốt lên như vậy có thể hiểu như thế nào ạ? Thì anh Phùng Quán biết thế là nó thực tế đấy, biết đúng đấy. Bởi vì anh không có gia đình, và trong khi bạn cũng muốn lập gia đình cho ông ấy thì nhưng không nghe. Có người rồi, thế nhưng mà người ta cũng đã đồng ý rồi, thế nhưng mà giờ sau lại thôi. Thì đấy là Phùng Quán muốn nói về cái cô đơn như thế. Tức là sống hoàn toàn không có vợ con gì cả cho đến năm nay, tức là năm 95 tuổi rồi. Một khoảng thời gian dài cùng Nguyễn Hữu Đang sống ẩn dật ở miền quê Thái Bình, thậm chí đã phải trải qua những cái thời kỳ thăng trầm, cũng như là trong một lần ghé thăm nhà thơ Phùng Quán có viết cái điều mà cụ Nguyễn Hữu Đang lo lắng nhất là đến lúc chết không biết chết ở đâu. Và những cái... Đó, lúc bây giờ ông ấy về Thái Bình ở ẩn đến gần 20 năm cơ mà. Thì trong số anh em trước ấy, thì có ông Phùng Quán có về tận Thái Bình chơi thăm ông ấy. Thì Phùng Quán có viết mà đã in rồi đấy ở nhà xuất bản của nhà văn ấy. Vâng. Là 3 phút sự thật là viết về những cái chuyện chung quanh ông ấy như đang. Nhà văn Phùng Quán thì đã đặc biệt là cái hoàn cảnh của ông ấy vẫn rất là người rất yêu đời, nhưng mà đời sống của ông ấy hết sức là thành thiện, rất là chu đáo. Với bạn khi mà về chơi thăm đấy,
thì có cái gì ăn cái ấy. Thế nhưng mà ông Hùng Quán ông ấy tả ra thì rõ ràng là những cái ông ấy tiết kiệm được, ví dụ như từ con tép, con tôm rồi cá kho hay cái gì đó, thì ông ấy rất cẩn thận những chuyện đó và rất chu đáo mà. Thì nhà văn Hùng Quán có tả cái đó. Thế nhưng mà cuối cùng thì nhà văn Hùng Quán cũng phải nói rằng ở trên đời này tìm được một người nhà văn bình thường thì quá dễ, nhưng mà đây thì không phải là nhà văn mà anh em mà văn nghề ở Hà Nội này thì thường coi ông ấy là một nhà báo hoặc là một người có thể hoạt động chính trị. Trước cách mạng tháng 8 ấy thì ông ấy làm cái việc truyền bá quốc ngữ, cái phong trào truyền bá quốc ngữ lúc bây giờ, thì ông ấy tìm ra được một người để đứng đầu cái phong trào ấy để cho nó có uy tín, tức là cụ Nguyễn Văn Tố, là một nhân sĩ, một trí thức có danh tiếng và có uy tín trong quần chúng lắm. Thì chính ông đang là đưa cụ Nguyễn Văn Tố ra để làm chủ tịch hội truyền bá quốc ngữ. Thế cho nên là cái cảm tưởng của mọi anh em thì đều nghĩ rằng sao ông ấy giỏi như thế, tức là một sống một cuộc đời cô độc đến như thế mà rồi ông vẫn vui vẻ, thì cái đó là một cái mà anh em rất là quý đấy. Quý về cái ý chí của ông ấy sống rất là tốt mà cô đơn như thế, thì cho đến bây giờ ông ấy qua đời, mới qua đời rồi thì ở trong anh em thì đều còn có cái cảm tưởng ấy, là cái cảm tưởng kính phục một cái người sống cô đơn như thế mà vẫn đường hoàng, vẫn say sưa công việc, được lòng mọi người. Anh em cụ Nguyễn Hữu Đang có thể nói trong suốt cuộc đời không có để lại cho hậu thế những cái tác phẩm, phải chăng là nhà thơ có biết được những cái tác phẩm hay là những cái áng văn hay những bài thơ hoặc là những cái bài phân tích lý luận của cụ Hữu? Cái thời mà làm truyền bá quốc ngữ này, cái thời mới cách mạng mà mới được cử làm bộ trưởng không bộ cơ mà, chính phủ lâm thời, thì có lúc bây giờ ông chưa thân gì cả, biết là ông có một tác phẩm cái gì thế, nhưng mà không còn chú ý. Thành ra bây giờ cũng tiếc là không được đọc cái nào của ông cả, chỉ có những bài báo thì có. Và thưa nhà thơ Hoàng Cầm, mà trước khi chia tay đó thì để có một lời nói về sự ra đi của cụ Nguyễn Hữu Đang, nhà thơ sẽ chia sẻ điều gì ạ? Tôi với ông ấy thì cũng có cộng tác với nhau một thời gian đấy, nhưng mà cái tình cảm thì nó chưa phải là cái tình cảm bạn hữu đâu, chỉ là như là một người quen biết và cũng có lúc thì thân mật thì cũng xa cách nhiều. Thế nhưng mà cuối cùng thì ông ấy có để lại cho bạn hữu và những con cháu một cái mà cũng là tốt, tức là ông có một cái ý chí, tức là một việc gì dù to hay dù nhỏ thì ông đều có một cái ý chí mạnh mẽ và say sưa làm việc, thì đấy là cái cảm tưởng chung của rất nhiều người. Cái đó cũng là một cái đáng quý, mặc dù sống cô đơn như thế nhưng ông vẫn bình tĩnh và làm cái việc gì là ông rất say sưa, cho nên lúc già cũng thế thôi. Tôi tin là ông ấy có thể là có một cái hồi ký hay một cái gì đó thì có thể có, nhưng tôi cũng không được biết cái đó. Xin được đa tạ nhà thơ Hoàng Cầm ạ. Dạ vâng.